Thôi chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem anh thợ cưa cây tràm bông vàng đấy các bạn. Bên này cây tràm bông vàng nó cặp với cây mít, bên kia thì vườn xài nha. Cái này ở trên núi nữa các bạn. Cây này hoành cỡ 150 không chú? Cây này hoành 150 các bạn ơi. Mà cây này nó có khảnh khến mà lên trên kia nó ngay nha. Cây này cũng đẹp cây lắm các bạn. Này anh đi, anh lên anh đi bằng móng các bạn. Rồi máng máy cưa vô luôn hả? Bữa nay đổi ông chủ cây là máng máy cưa luôn, đưa máy cưa luôn. Chín không? Cây trái kia chín kìa. Chín rồi, phịch phịch là chín đó. Phịch phịch là chín rồi. À, rồi anh bẻ mít. Phịch phịch là chín rồi. Chín rồi. Xuống tay rồi. Cứng không? Cứng dạch coi coi. Cây này khá là nhiều nhánh rồi các bạn. Nhánh quá nhánh này. Mình đứng đây không biết có sao không nữa. Để hồi anh cưa mình biết được đưa chỗ đứng. Cây này kiến dữ lắm, kiến nha. Trời mưa nó rút vô rồi đó. Mưa rút vô ảo rồi đó. Cái này anh cắt phải cho lẹ rồi các bạn. Để hồi kiến dữ lắm kiến. Lo nhánh nó đi, lo nhánh nó đi. Ghê quá, ghê quá. Lôi 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 đi, lôi đi, lôi đi. Cây này hoành cỡ 150 các bạn. Trong đây ba cái cây ăn trái không các bạn, vườn xài. Rồi 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 luôn. Lôi lôi nhánh này đi nữa cho phụ ơi. Chết chết già luôn rồi, lôi đi. Rồi, bắt đầu cột cái cây xịt kiến lên xịt nghe chứ. Kiến quá kiến rồi. Anh chị nào có xem video, có thích máy kênh cưa, kênh máy cắt lúa thì kênh cưa cây thì hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký anh chị ơi. Để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Ê, tụt xuống, ê, ê, tụt xuống. Chính không? Vỗ mít. Vỗ mít như gan như vỗ đít. Cái anh này anh đi lên núi anh thèm mít chứ lắm hả gì rồi. Thèm mít không? Đụng gì bẻ đó. Đụng gì bẻ đó. Anh cho lọt được là phải lọt nha. Oh,
hên, không có lọt không chứng gì. Em không sao các bạn ơi, không có hư hại gì à, cây ăn trái của nó. Rồi tét da luôn, chín toàn tan luôn. Rồi anh chơi cái nhánh luôn, mình phải chích qua đây mới được các bạn ơi. Để ghê quá. Chuối nữa. Không nhúng nhích vào chuối luôn hả? Hả? Ném vào chuối nữa. Rồi anh ở đó anh thử hết lực mà cái nhánh nó bên kia mới lên trên. Cái số điện thoại của anh thợ cưa cây này mình để ở dưới đường mô tả các bạn. Các anh chị, nếu mà anh chị nào có cưa cây hay là quạt cây, cây bất cứ cây gì, cây có ha, cây gần nhà hay là quạt cây như thế nào gần dây điện hay gì đó, thì có cưa thì hãy liên hệ với anh thợ, số điện thoại của anh thợ mình để dưới đường mô tả. Cây xài mà mọc có bắp chuối hả? Cái đó anh gắn lên đó hay sao? Nào vậy mình nghe chưa nghe nói cây xài mà mọc có bắp chuối các bạn. Thôi rồi, cắt nhanh như chớp. Cây này quá nhánh, cái đoạn nó quá nhánh rồi các bạn, nhánh nhiều hơn mấy cây kia. Bây giờ chắc có thể là anh lên cảnh anh cắt ba cái nhánh để mà cắt nguyên á thì nó sẽ gãy hư hao đồ ta nha. Lên đọt cây mít nằm trên đó luôn, không cho xuống. Cây đó cây này là anh nói phải cắt cho nó hết nhánh luôn có được các bạn. Kiến dữ lắm, kiến các bạn ơi, mấy cây mà kiến gì nó cắt cực lắm. Kiến nó cắn là phải ngồi phải đứng chịu luôn á, có khi chịu thôi. Khi mình quay đoạn video mà nó rung lắc đồ này kia đó là các bạn thông cảm nha, bị gì á là khi cái cây mà cái nhánh cây nó lọt xuống đó ba, cái kiến nó văng tá lả hết trơn á, đầu nó mình đứng nó bò lên nó cắn cái mình gãi mình móc kiết là cái video cái điện thoại á lắc tùm lum la hết trơn, bởi vì cái video nó lắc. Rồi anh cắt luôn cái ngọn luôn rồi đó, đứng đó cắt luôn ngọn luôn đó. Rồi không sao, mới có rụng có con trái xe cát à. Rồi bắt đầu là anh tuột xuống các bạn ơi, tuột xuống để cưa ở dưới nha.
Rồi bắt đầu anh tuột xuống rồi các bạn ơi. Tuột xuống để cưa cái đoạn ở dưới rồi chứ không có cưa gốc. Cưa gốc một hồi mới cưa. Để vô luôn, nhanh vô luôn, chui vô đó trốn luôn đi, để ba kiến cắn á. Ừ, chui vô đó trốn đi. Vô đó lụm chai xịt kiến các bạn ơi. Đứng ở dưới mà kiến cắn cũng mắc mắc dích luôn. Rồi anh cưa ngang cho đó các bạn ơi. Rồi xong phim. Quả kiến rồi. Vậy chứ xịt ba cây xài kiến nó đâu có ở nó được, nó dồn qua cây bên này nó ở. Kiến dữ à. Kiến quá kiến à, mình không có vô được các rồi bắt đầu anh cưa mấy anh này là ngã nha các bạn. Lỗi quá, lỗi luôn anh thợ là cưa lúc nào cũng còn chừa mấy cái chân lên nha các bạn. Cho nó đi cái đường thẳng nha. Rồi mình xin kết thúc video các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo.